Dạ, xin được chào bác sĩ Kiều Diễm. Hiện con của em được 5 tuổi và ở độ tuổi này thì nguy cơ mắc bệnh tay chân miệng có cao không? Và nơi cháu sinh sống nếu không có bé nào bị nhiễm bệnh này thì có nguy cơ bị mắc bệnh hay không? Biểu hiện sớm nhất của bệnh này là gì? Và em phải làm gì để bảo vệ con tốt nhất ạ? Vâng, có thể thấy rất nhiều sự lo lắng ở đây ạ. Dạ. Chào phụ huynh. Thì trẻ 5 tuổi thì sức đề kháng của trẻ hầu như là cũng cái hệ miễn dịch của trẻ đó hầu như là cũng đang ở trong giai đoạn hoàn thiện Dạ dần. vâng. Và người ta thấy rằng những cái bệnh trẻ mà bị tay chân miệng đó có thể bị bất cứ độ tuổi nào và một năm có thể bị tái tới tái lui nhiều lần chứ không phải một lần. Bởi vì cái virus tay chân miệng đó là do nhiều cái con virus gây ra chứ không phải là một con. Cho nên là khi đã trẻ bị mắc rồi thì có khả năng bị mắc lại. Là cái thứ hai nữa là trẻ 5 tuổi vẫn có khả năng bị mắc, và đặc biệt là những trẻ dưới 5 tuổi thì nguy cơ mà trẻ bị bệnh nặng hoặc là nguy cơ bị mắc biến chứng rất cao, cho nên phụ huynh phải lưu ý. Và bạn có hỏi là xung quanh nó không có trẻ bị bệnh thì trẻ có khả năng bị bệnh tay Dạ chân đúng miệng rồi hay ạ. không? Dạ. Thật ra thì chúng ta thấy rằng có những cái trẻ chỉ mang mầm bệnh mà không có phát hiện thành triệu chứng, cho nên là vấn đề chúng ta đề phòng cũng cần phải được đặt ra. Ví dụ như là trẻ đã tiếp xúc với một trẻ nào đó trước đó bị tay chân miệng rồi thì vẫn có khả năng là bị phát bệnh ra, hoặc là chỉ tiếp xúc với nguồn bệnh thôi mà cái trẻ mà đang chứa cái nguồn bệnh mà chưa có biểu hiện thì trẻ con mình vẫn có khả năng bị lây. Chính vì vậy mà vấn đề vệ sinh, vấn đề và rửa tay hoặc là những cái vấn đề mà phòng ngừa, ví dụ như khi trẻ đi đến những siêu thị, những nơi công viên hoặc vui chơi công cộng đó, thì sau khi đi về chúng ta cần phải vệ sinh sạch sẽ, và Dạ. trước khi ăn cũng vậy, chúng ta cần phải vệ sinh. Như vậy thì có thể phòng ngừa được cái bệnh tay chân miệng này dễ dàng. Dạ vâng ạ, à. Nên là khi mà phụ huynh mà nghe được câu trả lời này rồi thì mình cũng yên tâm hơn nha.